màn sông. Vì tương lai con dân cùng sông pha khói tình, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho hay phơi trên thương giao. Thủ đưa tay mau đào đem bao, nòi giống đưa tiên phải cần giải quy. Người công dân luôn vững bền đồng chí, cùng trang quyết chiến đấu làm cho và sau đây xin mời nữ danh ca Ý Lan lên để hát và trình bày quốc ca của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Xin mời chị. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's glass gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched was so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Xin cảm ơn ca sĩ Ý Lan. Và sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi có một phần phút mặc niệm. Nhưng mà để trước khi bắt đầu phút mặc niệm, xin mời chị Ý Lan có vài lời. Vâng, Ý Lan xin kính chào tất cả quý vị và cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Việt Love for Houston một lần nữa, để tất cả chúng ta đều đóng một tấm lòng, đóng một bàn tay để giúp đỡ cho những người nạn nhân của bão lụt tại Houston vừa qua. Kính thưa quý vị, Ý Lan không mong gì hơn là mỗi một chúng ta đến đây để hướng lòng, để cảm tạ, đặc biệt là tới đất nước Mỹ này, là nơi mà đã bao bọc tất cả chúng ta trong nhiều thập niên qua. Hãy một lần chúng ta gửi trả lại ơn này đến với họ, đặc biệt là ngay tại Houston thì dân Việt Nam của chúng ta rất là nhiều. Bởi thế cho nên Ý Lan kêu gọi quý vị hãy cùng với Ý Lan và ban tổ chức, tất cả mọi người hãy yêu và hãy thương và hãy đóng góp cho tất cả những mảnh tình đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn chị Ý Lan. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi dành ra một phút mặc niệm để mà tưởng nhớ đến những người có công dựng nước và giữ nước, cũng như là các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho lý tưởng tự do, và cũng như là những nạn nhân của cơn bão Harvey vừa qua. Phút mặc niệm bắt đầu.
Julie Chen xin thân ái kính chào quý khán giả của Little Sài Gòn TV. Julie đang có mặt tại khuôn viên của khu chợ Albertson trong ngày tổ chức đại nhạc hội ngoài trời để yểm trợ cho bão Harvey tại Texas. Cũng như quý vị đã biết là ngày 25 tháng 8 vừa qua thì bão Harvey đã tấn công tiểu bang Texas và đồng thời cũng đã tấn công tiểu bang Louisiana. Và đây là lần thứ 64 mà tiểu bang Texas đã phải trải qua thiên tai bão lụt kể từ năm 1854, và hàng trăm ngàn căn nhà đã bị thiệt hại cũng như là hàng trăm ngàn người dân cư tại Texas đã rơi vào cảnh vô gia cư, và chắc chắn cả triệu chiếc xe bị hư thiệt hại. Và vì thế cho nên đây là một buổi đại nhạc hội mà chúng ta, cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã tổ chức để gây quỹ và giúp cho Harvey. Thưa quý vị, trong khuôn viên của buổi tổ chức hôm nay thì có rất là nhiều khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, nhất là một cái khuôn mặt mà thường hay có những tổ chức những cái buổi thiện nguyện. Julie xin được giới thiệu đến với quý vị một người bạn của quý vị, của Julie, và cũng là một tình nguyện viên trong ngày hôm nay, Nguyễn Diễm. Xin mời Nguyễn Diễm. Và để mà mở đầu chương trình thì nghị viên thành phố Westminster Diệp Minh Trường đã mở đầu, cũng như là thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí đã mở màn chương trình ngày hôm nay. Chào Uyên Diễm. Chào chị. Chào quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Vâng, như là chị Julie đã giới thiệu là Uyên Diễm là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta qua rất là nhiều công việc thiện nguyện. Và ngày hôm nay Uyên Diễm tình nguyện với vai trò gì ngày hôm nay? Thưa chị, ngày hôm nay ở trên sân khấu thì sẽ biết là sẽ có rất là nhiều MC cũng như là các ca sĩ nổi tiếng sẽ đến để góp tay cùng với lại Việt Love for Houston. Cho nên em xin một cái vai trò là đứng ở đằng sau sân khấu để giúp tất cả các tình nguyện viên bắt phone của quý khán thính giả gần xa, thưa chị. Vâng, thưa quý vị, rất là đúng. Quý vị hiện đang theo dõi chương trình có thể gọi ngay vào để mà đóng góp cho cái chương trình ngày hôm nay. Và đồng thời những quý vị nào chưa ra xem thì sao? Đúng rồi, nếu mà quý vị đang ở nhà hoặc là đang ở đâu đó, xin hãy mở rộng lòng, hãy đến đây cùng với tất cả các anh chị em thiện nguyện viên cũng như là ban tổ chức của Việt Love for Houston, để hy vọng là dưới sân khấu đông một chút thì nghệ sĩ diễn sẽ hứng hơn và sẽ có một cái buổi gây quỹ thành công, thưa chị. Em biết không, tại vì hôm nay là ngày thứ 6 cho nên còn rất là nhiều những cộng đồng Việt Nam người ta vẫn còn đi làm, cho nên chúng tôi tin rằng khoảng chừng 6 giờ trở đi sẽ rất là đông. Và vì thế những quý vị nào mà có dự định đi đó thì quý vị cần phải ra sớm để mà giữ chỗ, tại vì ở đây ai đến trước thì sẽ có chỗ chưa để mà ngồi, chứ không có theo cái thứ tự nào cả. Uyển Diễm nghĩ là ngày hôm nay mình có thể raise được bao nhiêu? Chị đang nói là tại hiện trường hay là khắp nơi? Em nghĩ chắc cũng phải lên tới 50.000. Wow. Hy vọng vậy. Hy vọng vậy. Nếu mà khắp nơi thì con số mà em mong muốn cũng giống như là khoảng nửa triệu. Wow, đó là con số tuy lớn nhưng mà với sự đóng góp của tất cả của mọi người, chắc chắn mình sẽ đạt được cái số 5 triệu đó, phải không? Vâng, cảm ơn Uyển Diễm rất là nhiều. Và Julie sẽ gửi đến quý vị số điện thoại mà quý vị có thể gọi ngay để mà đóng góp. Qua số điện thoại sẽ có những tình nguyện viên để trả lời điện thoại của quý vị. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và Julie sẽ trở lại với phần tường trình trực tiếp tại bãi đậu xe của chợ Albertson trong buổi nhạc đại nhạc hội ngoài trời yểm trợ bão Harvey cho Texas.